Ngọc ơi, bú đi Ngọc ơi. Đây, tụi nó ăn hú hồn cái gì. Cái này là sữa non tổ yến Goldilocks như vị nha rau. Hello, xin chào cả nhà. Trời ơi, Ngọc ơi, chào cô chú đi Ngọc. Kìa, trời ơi quý vị. Má trời, bà Ngọc nhìn bà ngon quá vậy. Ai cũng đăng hình lên cái chợ, ai cũng vô rần rần rộ rộ xin làm xui với vợ chồng em. Mà tao nói vợ chồng em đã có giao ước với Lý Nha Kỳ rồi, cho nên bây giờ ráng nuôi bé bự bự xíu, trọng trọng xíu. Tao nói 18 tuổi là gả đi. Gì phải không con? Bú sữa chưa? Bú sữa chưa nè? Ờ, nó cười đâu vậy? Trời ơi, chị hai, chị ơi, trời ơi. Ê, có bà ngoại coi kìa. Ngoại, khỏe không ngoại? Trời ơi. Rồi bây giờ pha sữa cho bé bú nha. Hello mấy chị nha, hello cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà là bông Ngọc nè. Trời ơi, em nói với chị nha, quý vị nha, rất là khó quý vị. Tại vì lúc mà khi mà sinh bé Nhi á là hai vợ chồng không có điều kiện nhiều nha. Cho nên là gọi là nuôi con theo kiểu bẩm sinh thôi. Nuôi con theo kiểu mà ông bà để lại có gì cho nó, đó là sữa cho cháu ăn liền, không gì bé Nhi. Còn sinh bà này ra xíu rồi có điều kiện xíu. Cho nên hai vợ chồng bắt đầu đi hỏi thăm người này, hỏi thăm người kia. Rồi lên mấy cái viện đồ dinh dưỡng cho con. Rồi hả, hỏi thử xem có uống cái gì để bà phát triển tốt. Mà công nhận quý vị mất 3 tháng nè, trời ơi, ra đường ai cũng quở gì. Trời ơi, sao mà nhìn uống nuôi hiền mùi vậy, ai cũng quở gì, khi quở muốn chữ lộn luôn quý vị. Nhỏ nuôi cực khổ quá trời luôn mà cứ quở 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 nhỏ hoài, có bí quyết hết nha mọi người nha. Đây, chờ năm xỉu nhìn 300 người kìa. Ừ, đây ba pha sữa cho. Rồi cái này là sữa thưa vị nha, từ từ em chia sẻ với chị, chắc chắn là sẽ mấy chị sẽ cần giống như em, bí quyết hết nha mấy chị nha. Khi mà vợ chồng em đi hỏi bác sĩ á, là hả bác sĩ ơi, bây giờ cho con mình uống cái gì, rồi ăn cái gì để con mình phát triển tốt nhất, chiều cao, cân nặng và trí tuệ, thì bác sĩ trả lời sao, mình chia sẻ với mấy chị ra. Khi mà mấy chị là mọi người, khi mà sinh xong á, thì bác sĩ khuyên là mọi người nên sử dụng là sữa non nha mấy chị nha. Tại vì sữa non hoàn toàn là giống như là sữa mẹ luôn, cho nên bé nó sẽ dễ hấp thụ hơn, còn ngoài ra nó sẽ tốt hơn. Dạ, cái sữa non là cái sữa mà tiền, như là như cái sữa ban đầu của động vật, có gì ví dụ con bò, con dê, trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì cái sữa đó có rất là nhiều khoáng chất nè, nhiều chất đạm, nhiều protein và đặc biệt là những cái kháng thể đầy đủ cho trẻ mình luôn, giúp trẻ mình phát triển tốt hơn và đặc biệt không có bệnh giặt nữa vì nha. Con em thì những ngày đầu thì nó hơi khóc đêm đúng không, nhưng mà giờ dạo gần đây là không khóc đêm, không bệnh lặt giặt gì hết. Quỳnh mới sanh 3 tháng mà hai vợ chồng làm dèo em đi quay tối ngày, còn Quỳnh làm chủ shop lúc nào cũng quán xuyến 30-40 đứa nhân viên, mà bây giờ là coi như là thấy gì không, nói cỡ này nó không khóc gì. Con em nghe tiếng băng keo là khoái băng keo luôn, em nói lớn cỡ nào là không khóc, con khóc là không khóc cho gì nha. Rồi Ngọc ơi, bú đi Ngọc ơi. Đây, ai mà muốn con mà trộm vía mà tao nói thiệt á, bự như cục đất á, thì mọi người uống thử giùm cho em nha vị nha. Trong đây có rất thành phần á, khoáng chất nè, dưỡng chất nè, á, làm cho con mình phát triển tốt hơn, chiều cao cân nặng luôn. Rồi cho bé bú đi. Trời ơi, bú đi, bú cho cô chú coi coi. Nè, rồi, to nè, cô mấy cô coi nè. Trời đó cơ. Má trời, uống. Hai đứa luôn nhỏ gì nha, bà Nhi cũng uống mà bà Nhi hôm nay đi học rồi. Quý vị thấy uống khi mà con mình uống cho nó tăng động gì, Nhi em tăng động nó gì, thấy một cái fanpage dành riêng cho nó luôn. Bà Ngọc bây giờ cũng có luôn và đảm bảo sau này bà cũng tăng động y chang bà chị bà luôn. Ở trong đây là cái thành phần em nói gì nha, đây. Cái này là sữa non tổ yến Goldilocks như vị nha rau. Đó, nó giúp cho con mình là phát triển một cách tốt nhất nè, chiều cao, cân nặng gì nữa. Và đặc biệt là hỗ trợ sức đề kháng cho bé sẽ tốt hơn. Đúng rồi. Ra là bé sẽ ngủ ngon hơn mấy chị. Và đặc biệt là bé nào biếng ăn thì mọi người cho con mình uống giùm cho em, nó không còn biếng ăn mà nó ăn thì tụi nó ăn hú hồn cái gì. Bé gì nó ăn dễ sợ và không bệnh giặt, không bệnh bậy, nói chung là rất là gọi là tốt cho cha mẹ và tốt cho con mình luôn. Đây là thành phần và đặc biệt rất là tiện lợi luôn. Vâng, rất là tiện lợi. Vâng. Ôi ơi, nói hả con, nói hả con. Quý vị không, em nói cỡ nói nó không khóc luôn vậy. Rồi mấy chị comment gì kêu Quỳnh. Cưng quá. Con à, chị 6 tháng rồi mà bị biếng ăn, biếng bú hả? À chị, cái này là chị nên sử dụng giùm em sữa non nha mấy chị nha. Goldilocks này là bé Bảo Ngọc em đang sử dụng luôn. Đặc biệt là nếu mà bé biếng ăn, lý do như vậy là bé nó chưa có cảm vị giác được khi của sữa non mấy chị. Cái gì câu này, trời ơi, bản này của gì? Ôi ơi, ngon không con, ngon không con. Rồi quý vị ơi, thấy một cái bú là mê liền quý vị, mà bú chọc không khóc như vậy nha. Mà lúc nào nó cũng tươi cười như vậy á, mỗi khi mà em úp hình lên lúc nào là bú bình sữa xong là cười nguyên một ngày. Bởi vì nó có nhiều khoáng chất, nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ canxi, hỗ trợ trí não cho con mình. Đi khám quý vị, đi khám bác sĩ nó trộn so bự nhanh như vậy. Thiệt sự luôn, cảm ơn rất rất là nhiều luôn. Đây, đây, biệt tiện lợi luôn. Rồi bây giờ một cái comment chị nào hỏi nữa rồi đây. À, cái từ
sữa gì? À tên sữa gì chị Lâm ơi? Đây là sữa non tổ yến Gonilac rau như chị nha. Thành phần của nó là gồm sữa non 100% được nhập khẩu từ Mỹ, với lại là yến xào, với lại là bột sữa, với lại là đường cỏ ngọt. Chị Mâm ca mắt nè, IgG nè, rồi tiêm gấp 5 lần và canxi, DHA và đặc biệt là EFA. À, sữa của đâu chúng ta bú đây. Đó ha. Bú đi con, bú đi con. Chào. Hả? Bà nói gì vậy? Bà nói không đúng hả? Quý vị ơi, khi mà em bé mà bú á thì nó mặt nó rất là vui tươi nha quý vị nha. Cái sữa non này nó khác với những cái loại sữa bình thường như thế nào? Thì cái sữa non này được lấy trong con bò khỏe mạnh 48 tiếng đầu đời sau khi sinh, và đặc biệt cái hàm lượng kháng thể và đặc biệt là cái IgG chiếm đến 18%. Đây là kháng thể thúc đẩy cái sự đề kháng cho con mình khỏe mạnh hơn. Nó ví là cái loại vaccine đầu đời cho con mình gì đó. Kháng thể này chỉ có trong sữa non mà thôi, và những cái loại sữa khác là không có như vậy nha. Chính vì vậy mà sữa non nó tốt hơn những loại sữa bình thường là như vậy. Ê, comment quá trời của Quỳnh ơi. Dạ. Quỳnh ơi, con chị 6 tháng mà lười ăn quá em à. 6 tháng mà chỉ có 6 ký 2 thôi. Dạ. Uống sữa này có hợp hay không? Dạ chị ơi, cái này thật sự là khi mà bé như vậy là bé quá nhỏ ký, và ngoài ra là bé sẽ bị biến ăn đúng không chị? Thì chị nên sử dụng nhẹt sữa non nha mấy chị nha, rất là tốt luôn. Tại vì thành phần bé bị biến ăn là lý do là bé chưa cảm được vị ngon của thức ăn. Đúng rồi. Cho nên là bây giờ mấy chị giữ sử dụng giùm em là sữa non, trong đây có thành phần là Bacillus nacitis, là sẽ làm cho bé cảm thấy mình ăn sẽ ngon hơn, và đặc biệt là bé sẽ ngủ ngon hơn nữa nha. Đúng rồi, thì con nít đương nhiên cái vị giác của nó không có giống như mình, nó không có cảm nhận được cái sữa nó ngon thế nào, vậy thức ăn nó ngon như thế nào. Đối với cái sữa non, quý vị, là cái sữa non rất là tốt luôn, bởi vì trong vòng 48 tiếng đồng hồ bò nó sản sinh cái sữa rồi đó, là người ta đem về người ta sản xuất như gì nha. Với lại cộng với cái sữa, cái đường cỏ ngọt là nó không phải là đường, không phải là đường nhân tạo, mà đường cỏ ngọt. Cái vị ngọt nó rất là nhẹ quý vị nha, và rất là nhiều chất dinh dưỡng cho con mình luôn. Và đặc biệt là yến xào, yến xào mọi người thấy không, người già cũng cần, con nít cũng cần, đặc biệt là những người nào mà bị bệnh mà mới hồi phục phải cần của yến xào, để giúp tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch nha quý vị nha. Và đặc biệt rất là nhiều vitamin A nè, vitamin B nè, vitamin E nè, vitamin nói chung là nhiều vitamin, nhiều khoáng chất trong đó lắm. Trời ơi, nó hay lắm quý vị ơi. Và rất là tiện lợi luôn nha mọi người. Pha sao mình chỉ một cách pha đi Quỳnh. Cách pha như thế nào chị ơi? À chị, cái này rất là dễ pha nha mấy chị, rất là tiện luôn. Thành phần bây giờ là mấy chị bé nào mà dưới 1 tuổi á thì mọi người mỗi ngày sử dụng em nào một 2 lần. Một lần đến 2 lần, mỗi lần sử dụng một gói với dung tích là 40-50ml nha mấy chị nha. Còn trên 1 tuổi thì mình sẽ sử dụng một ngày 2-3 gói giùm em. Ok chị. Và trong đây có cái thành phần là chất xơ hòa tan với vị nha, nó bổ sung chất xơ, bổ sung khoáng chất và bổ sung canxi, và đặc biệt rất là thông minh. Con em 3 tuổi uống được không ạ? 3 tuổi uống xuất sắc. Trời ơi, bà Nhi bây giờ mấy tuổi rồi? 4 tuổi mà đi học phải đem theo nha, đem theo hộp ở nhà. Bà em một hộp, đi học là bà chị một hộp nha. Trời ơi, uống mà tôi nói thông minh, lanh lợi, năng động mà rất là tiện lợi, pha rất là dễ luôn mọi người ơi. Đó. Quá trời, cái này mua ở đâu kìa Quỳnh ơi? Cái này là mọi người nhớ là khi mấy chị đặt hàng á thì mọi người nhớ vô website giùm em nha mấy chị nha. Đó là website được mang tên là Gonilac rau. Đó, mọi người vô đó, hoặc là mọi người để số điện thoại giùm ở đây giùm cho Lâm thôi. Thì tất cả nhân viên bên công ty sẽ alo và tư vấn cho mọi người. Giá sữa bao nhiêu hả? Giá sữa rất là phải chăng và hữu nghị luôn. Giá sữa hiện tại đang là 868.000. Nếu như mọi người mua một combo là 2 hộp được tặng hộp đúng không? Đúng rồi. Bữa mình mua là 3 combo đúng không? 3 combo 3 hộp được tặng 2 hộp luôn. Còn nếu như mọi người mà chưa biết là con mình cái khẩu vị ra sao thì mọi người có thể mua thử một hộp, và Lâm đảm bảo vì mua một hộp là con mình sẽ uống là mê liền. Ngày xưa Lâm cũng giống mọi người đó, là sợ ngại không dám mua combo, nhưng mà sau khi mua một hộp cho bé uống cái trời ơi, ba mê bây giờ ba ghiền luôn vậy ha. Nói chuyện nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi bà không khóc nữa gì nha. Quá trời, ngày nào hai chồng live stream hết trơn trời mà tao nói bà không khóc không vậy. Đúng không con? Đúng không? Trời ơi cưng quá trời. Hai vợ chồng cái gì, tại vì cái bé Ngọc nè, lúc nào mới đẻ ra là bắt đầu gọi là cái gì muốn con mình cũng toàn vẹn, muốn con mình gì cũng tốt hết.
cái đầu mình chọn mấy cái sữa ngoại gì, chọn sữa Mỹ, sữa New Zealand, sữa Úc đồ này nọ, nhưng mà thật sự vậy đây là cái sữa dành cho người Việt như vậy nha, bởi vì ta đã nghiên cứu theo cái thể trạng của con người Việt Nam cũng như là cái vị giác của người Việt Nam, không chứ nhiều khi mình cứ hướng ngoại mình mua sữa này sữa kia nữa, Úc sữa Mỹ rồi nọ, nhiều khi uống không hấp thụ. Còn đây là cái sữa rất là tốt cho tất cả các trẻ em ở Việt Nam luôn, và đặc biệt là con Lâm đang sử dụng, và Lâm tin chắc là tất cả nhà nhà người người mà đang có con thì nên đây uống nữa đây quý vị. Bà uống không ngớt quý vị nha, bà uống không ngớt quý vị. Trời ơi. Mê không? Được quá. Rồi mua thêm cho con nha. Ok. Ok cho con nha, được không? Rồi bây giờ mọi người hãy sử dụng thử dùm cho Lâm nha. Cái website Lâm có ghi ở dưới đó, mọi người cứ vô trực tiếp đặt dùm cho Lâm thôi. Hộp thì Lâm đang cầm là 868.000. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Muốn con mình khỏe mạnh nè, năng động nè, phát triển tốt nhất thì đây chính là cái dòng sữa non Tổ Yến Con Đi Lắp Rau, sữa non dành cho trẻ em Việt nha chị nha. Sữa non rất là tốt, bởi vì cái gì đầu tiên cũng tốt gì mà đặc biệt cái mùi vị của nó na ná cái sữa mẹ luôn, thơm thoang thoảng rất là dễ chịu và dễ uống. Con mình uống xong khỏe mạnh nè, không khóc đêm nè, không lè nhè nè, không biếng ăn nè. Khi mà trẻ biếng ăn là do sao? Không cảm nhận được cái vị ngon của sữa, cho nên bé biếng ăn. Và khi mình cho con bú này, nó cảm thấy nó ngon cái vị con là nó bú chọc tối ngày luôn. Thì hai chị em Bảo Nhi và Bảo Ngọc cũng đang sử dụng rồi, mong là cô chú có thể sử dụng. Vì ai cũng nhắn tin hỏi Quỳnh là Quỳnh ơi, rồi con uống cái gì, rồi nhiều khi trả lời từng comment thì không kịp, Lâm thì đi diễn, còn Quỳnh thì lo cái shop, nhiều khi trả lời không kịp. Cho nên ngày hôm nay quay clip này muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, nếu chị em mình, tất cả mọi người mà có nhu cầu thì mọi người hãy thử sử dụng giùm cho Lâm, để con ai cũng mà unu như cục đất rồi đó. Vô đây à, cái gì coi kìa, Ngọc chào cô chú đi con, đây quà tặng của con đây ơi. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem livestream của vợ chồng Lâm. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.